Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách sử dụng Math Tool một cách chính xác và hiệu quả các bạn nhé. Đây cũng là nội dung mà một bạn đã yêu cầu mình ở trên Messenger. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Kênh này sẽ hiệu quả đối với tất cả các cái trường hợp là các cái hình khó đến các cái hình cực khó các bạn nhé. Kể cả những hình với diện tích rất là hẹp thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái cách này được. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Như bình thường các bạn hiểu là Math Tool là cái công cụ chúng ta có thể tạo được các cái lưới màu. Ví dụ với cái hình tròn này chẳng hạn thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ Math Tool, phím tắt là U nhé các bạn nhé. Sau đó là các bạn hãy chỏ một điểm lên trên cái đối tượng để tạo nên một cái lưới. Ở đây các bạn sẽ để ý là có 1, 2, 3, 4 và cái điểm ở cái chỗ mà chúng ta click là 5. Sau đó là các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể tùy chọn màu đúng không? Dùng eyedrop và chỉ vào màu của nó. Giả sử mình sẽ lấy một cái trường hợp khó hơn là với cái diện tích nó bị hẹp. Bình thường các bạn sử dụng Math Tool thì các bạn chọn và các bạn chọn vào cái điểm ở đây. Đó, thì chúng ta cũng đã chọn được rồi đúng không? Mình sẽ tô màu giả sử cho nó thôi là như vậy. Nhưng mà khi mà các bạn tô ở đây thì nó sẽ bắt các cái điểm dễ bắt. Ví dụ như nó sẽ là ở cái phần xung quanh cái phần góc nhọn này. Nhưng mà cái quan trọng ạ là chúng ta mong muốn là các cái điểm màu lưới nó sẽ chạy từ những cái điểm nhọn nhất này. Đấy, nó xải dần ra đây và nó phải xải đều cơ. Như là cái hình của chúng ta đang nhìn đây này. Thì đây nó lại không làm được. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách như sau nhé. Đầu tiên là các bạn hãy vẽ cho mình một cái hình chữ nhật dài đi. Cũng sử dụng Math Tool như bình thường. Sau đó các bạn chọn vào đây. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy không? Là chúng ta đã có một cái lưới rồi. Đến đây thì các bạn sẽ làm cho mình như sau này. Mình sẽ đổi cái màu ở phía bên dưới đi nhé. Giả sử mình đổi sang màu đỏ cho nó dễ nhìn. Còn cái trên này mình sẽ cho lên trên, giảm cái opacity để cho mình nhìn được các cái điểm ở dưới. Sau đó là các bạn hãy sử dụng cái phím tắt là A hoặc là chọn vào cái Direct Selection Tool này này. Các bạn hãy kéo cho mình ở đây cái điểm này lên đây. Sau đó là các bạn hãy kéo xuống giúp mình. Đó, điểm này các bạn hãy cho lên đây. Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ kéo cái hình trăng khuyết này ra. Còn cái phần shape này mình sẽ ẩn nó đi nhá. Các bạn kéo đây để lại opacity là 100%. Rồi bây giờ mình sẽ thêm các cái lưới màu vào và các bạn sẽ nhìn xem nó có cái sự khác biệt gì không nhá. Các cái lưới màu của chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần bên trong và nó sẽ bắt đầu từ cái phần đỉnh của cái điểm nhọn nhất. Đây chính là cái khó nhất mà mình thấy là nhiều bạn rất là sợ cái phần này. Đó, các bạn có thể tạo thoải mái trên cái trục của nó. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là cái phần điểm màu của chúng ta nó sẽ đi rất đều và nó sẽ đi lên đến cái phần nhọn nhất đây này. Và lúc đó thì màu sắc của chúng ta nó sẽ đi theo đúng cái hướng mà chúng ta đang cần. Đúng không các bạn? Đó, tiếp tục mình sẽ sang bên này, mình sẽ sử dụng Math Tool này. Sau đó là mình sẽ tạo một cái đường lưới điểm ở đây. Và các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ bắt sang những cái đường xung quanh. Và từ đây thì các bạn cũng sử dụng là cái Direct Selection và các bạn hãy chọn nó đi. Đây là các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái sản phẩm của chúng ta sau khi chúng ta áp dụng cái cách ở trên.
Vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn cách để chúng ta có thể sử dụng cái lệnh MES Tool chuẩn, nhanh và hiệu quả rồi các bạn nhé. Thì bây giờ nếu như bạn nào mà có nội dung gì mà muốn mình chia sẻ thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới, mình sẽ đọc và những cái nội dung mình cảm thấy hay và trong cái khả năng của mình thì mình sẽ làm video và giải đáp cho các bạn. Nếu như bạn nào mà yêu thích cái nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Đồng thời thì bên mình có kênh Olim Design, thì bên đó mình sẽ chia sẻ những kiến thức liên quan đến về các cái bố cục và các cái tư duy thiết kế. Nên là nếu như bạn nào mà có nhu cầu tìm hiểu thêm thì các bạn hãy đăng ký ở cái kênh mà mình sẽ cho cái đường link ở phía bên dưới. Các bạn có thể vào đó để tham khảo. Chúng mình cũng đang xây dựng nội dung thôi, và trong đợt tới thì mình sẽ cho ra các cái video hay hơn và chất lượng hơn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nhé. Tạm biệt.